Mấy hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao lại ra thế này? Anh đã từng yêu em, đồng cam cộng khổ cùng em. Từng căm thù, từng muốn tiêu diệt em, muốn em tay trắng, muốn em phải trả một cái giá thật đắt. Và cả đời này không liên quan gì đến em nữa. Nhưng mà không phải thế này. Chúng ta sai rồi. Sai từ khi bắt đầu. Anh đã từng muốn dừng lại, chỉ có điều là anh dừng lại chậm quá. Là do anh. Lỗi là do anh. Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Anh sẵn sàng bằng lòng cùng em ở căn nhà trọ. Chúng ta chỉ chăm sóc cuộc sống của mình, không bận tâm thù hằn gì cả, không làm tổn thương ai, cũng như là tự làm đau chính mình. Sai. Ôi, bố. Mẹ à. Mẹ ơi. Mẹ có dạy nữa không hả bố? Bố không biết. Chúng ta cùng nhau chờ mẹ nhé. Vâng ạ. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày. Ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đấy. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao? Mẹ ơi, đây là cây con với bà nội chồng, trông nó đẹp lắm. Con mang vào đây để mẹ đỡ buồn đấy.
Hôm nay con viết bài văn về điều ước của con. Cô cho con 9 điểm rồi cô lại cho con thêm 1 điểm nữa. Cô nói để điều ước của em thành sự thật. Để con đọc cho mẹ nghe nhé. Đã 10 tháng rồi, mẹ em chỉ nằm yên trên giường bệnh. Bác sĩ đã nói rằng có thể mẹ em sẽ không tỉnh dậy nữa. Nhưng bố em nói không đâu, vì em còn ở đây. Chắc chắn có lúc mẹ sẽ dậy và nhìn em, vì mẹ yêu em nhất trên đời. Em nhớ mẹ biết bao, nhớ tiếng mẹ khi gọi em, khi nhắc em ăn cơm, uống nước. Nhớ khi mẹ nghiêm nghị phê bình, nhớ những câu chuyện mẹ vẫn đọc cho em mỗi đêm. Nhưng giờ mẹ chỉ nằm đó và yên lặng. Em ước ao mẹ sẽ khỏe lại và mỗi sáng lại nắm tay cùng đưa em đến trường. Em ước ao mẹ sẽ lại mỉm cười, vì khi mỉm cười mẹ thật xinh đẹp. Em ước ao mẹ sẽ lại vào bếp nấu những bữa ngon. Và hơn cả, em ước ao mẹ sẽ tỉnh dậy, vì chỉ khi mẹ tỉnh dậy mẹ mới nghe được em nói rằng em yêu mẹ biết nhường nào. Nhưng mà may là giống bố nó đấy, chứ giống mẹ nó cả họ nhà mình mất nhờ đấy. Ôi, thế bà nói nhỏ nhỏ một chút. Bà xin lỗi, bà xin lỗi nhớ. Ôi trời ơi, yêu quá cơ. Yêu quá cơ. Rồi, được chưa? Dạ. Cái tiền ngồi đây đợi chị tí nhá. Vâng. Con ơi, em chọn được xe chưa? Em biết xe này à? Vâng ạ. Thì cũng đẹp mà. Chị ơi, sao chị tốt với em thế? Chị đọc truyện cho em nghe, chị lại còn mua trong chóng cho em nữa. Ngày xưa chị cũng giống em đấy. Lúc đó chị hỏi cô Hà cũng như vậy. Cô bảo là tầm tuổi chị, thứ cô cần nhất là một cái ôm. Và cô Hà ôm chị. Thế nên bây giờ chị trao lại cái ôm đó cho em. Chị ơi, cho em ôm với.